Hello, xin chào tất cả các anh chị, đây là Nam nè. Hôm nay là tuần đầu tiên của tháng 10 2021 rồi. Thì Nam xin phép cập nhật tất cả các chương trình khuyến mãi có trong tháng 10 để anh chị tham khảo nhé. Thì hiện tại Nam đang có mặt tại Hết Tân Tiến 3, có địa chỉ là số 128 đường Nguyễn Trãi, phố Mỹ Tây, thị trấn Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh của tỉnh Đồng Tháp nha. Anh chị nào ở Cao Lãnh Đồng Tháp thì hãy liên hệ với Nam, Nam sẽ hỗ trợ anh chị. Hôm nay thì Nam xin phép được cập nhật tất cả các chương trình khuyến mãi luôn. Và mục đích của việc cập nhật chương trình khuyến mãi này để làm gì? Để khi mà anh chị đi mua một cái chiếc xe thì chúng ta biết chiếc xe này có chương trình khuyến mãi gì không, nếu có thì khuyến mãi cụ thể nó là gì, để đảm bảo cái quyền lợi của chúng ta khi chúng ta đi mua xe nhé. Rồi, chương trình khuyến mãi thì áp dụng theo từng dòng xe và khuyến mãi của từng dòng xe nó cũng sẽ khác nhau luôn nha anh chị. Rồi, bây giờ Nam sẽ vào thẳng vấn đề nhé. Đầu tiên, mẫu xe đầu tiên áp dụng chương trình khuyến mãi đó là mẫu xe Honda Way Alpha. Đây, mẫu xe này đây. Khi anh chị đi mua xe Way Alpha thì sẽ được hưởng hai chương trình khuyến mãi đặc biệt. Nếu như anh chị mua trả góp thì sẽ áp dụng gói trả góp lãi suất 0%, có nghĩa là mua góp không có lãi đó. Còn nếu anh chị mua tiền mặt thì sẽ được tặng hai cái mũ bảo hiểm Honda chính hãng, một trong hai nha anh chị. Chỉ được một trong hai thôi, một là trả góp không có lãi, còn hai là sẽ được tặng cái đi hai cái mũ bảo hiểm Honda chính hãng. Rồi, mẫu xe thứ hai áp dụng chương trình khuyến mãi đặc biệt đó chính là mẫu xe Honda Winnie X. Winnie X không còn xa lạ đúng không ạ? Khi anh chị đi mua xe Winnie X trong thời điểm này, anh chị sẽ được, thứ nhất, nếu như anh chị mua trả góp thì sẽ áp dụng gói trả góp lãi suất 0%, cũng giống như của Alpha ha, mua góp không có lãi. Hoặc là anh chị mua tiền mặt thì sẽ được giảm giá trực tiếp 4 triệu đồng. Mà hai chương trình có cái tên là hỗ trợ phí đăng ký đó, cụ thể dễ hiểu là sẽ giảm giá trực tiếp cho anh chị 4 triệu đồng trên giá xe luôn. Một trong hai ha, một là trả góp không lãi, hai là giảm tiền mặt 4 triệu. Ngoài ra anh chị mua bất kỳ một sản phẩm nào, xe Winnie X nào sẽ được tặng thêm một cái mũ bảo hiểm cả đầu nữa nhé. Tiền mặt cũng được tặng mà trả góp cũng được tặng luôn nhé. Rồi, mẫu xe thứ ba áp dụng chương trình khuyến mãi đó chính là Honda Vision. Khi anh chị mua xe Honda Vision thì anh chị sẽ được tặng một cặp mũ bảo hiểm Honda chính hãng giống như Alpha ha. Bất kỳ cái phiên bản Vision nào cũng được, phiên bản tiêu chuẩn, cao cấp, đặc biệt hay cá tính đều được tặng một cặp mũ bảo hiểm Honda chính hãng nha. Nếu mà đi mua mà trong thời điểm khuyến mãi này mà người ta không tặng thì phải đòi bằng được nha anh chị. Đó là quyền lợi của mình. Rồi, mẫu xe thứ tư, mẫu xe cuối cùng áp dụng chương trình khuyến mãi đặc biệt và hấp dẫn nhất luôn, đó chính là mẫu xe Honda E-Plus. Khi anh chị đi mua xe Honda E-Plus phiên bản động cơ 125 hoặc động cơ 150 sẽ đều được tặng một chiếc đồng hồ Casio, đồng hồ đeo tay nha anh chị. Nghe nói là chiếc đồng hồ này có giá trị lên đến gần 3 triệu thì phải. Và cái mẫu đồng hồ này chúng ta sẽ được lựa chọn, có nghĩa là có nhiều mẫu để anh chị lựa chọn đó, nhưng mà tại thời điểm anh chị mua nha. Rồi, đặc biệt hơn nữa, anh chị nào mua cái Honda E-Plus phiên bản động cơ 150 sẽ được tặng thêm một chiếc mũ bảo hiểm cả đầu nữa. 125 không có nha, 150 sẽ được tặng thêm mũ bảo hiểm cả đầu. Nhắc lại ha, mua E-Plus 125, 150 thì sẽ được tặng chiếc đồng hồ Casio. Phiên bản này cũng được tặng hết, riêng mua Honda E-Plus 150 sẽ được tặng thêm chiếc mũ bảo hiểm cả đầu. Rồi, anh chị mua Winnie X sẽ được áp dụng gói lãi suất trả góp 0%, nghĩa là không lãi, và mua tiền mặt thì giảm 4 triệu. Còn được tặng thêm một chiếc mũ bảo hiểm cả đầu. Mua qua Alpha thì áp dụng gói lãi suất 0%, mua xe không lãi hoặc là tặng cặp mũ bảo hiểm. Còn mua Vision thì được tặng một cặp mũ bảo hiểm. Phiên bản này cũng áp dụng hết. Rồi, chương trình khuyến mãi này chỉ áp dụng trong tháng 10 thôi nha anh chị. Tức có nghĩa là áp dụng từ nay đến hết ngày 31 tháng 10 2021. Qua thời gian khuyến mãi này, anh chị đi mua xe, những cái xe mà đang khuyến mãi sẽ không được áp dụng nữa. Ngoài ra, những cái dòng xe khác, ví dụ như là Future, SH Mod, SH Lớn, Lít gì đó, vân vân, thì anh chị vẫn được tặng những phần quà khác nha. Ví dụ như nón bảo hiểm nè, móc khóa nè, áo mưa, áo chùm xe, phiếu bốc thăm trúng thưởng, vân vân.
Rồi, đó là tất cả những cái chương trình khuyến mãi có trong tháng 10 2021 này mà Nam muốn gửi đến anh chị. Rồi, bây giờ thì Nam xin phép kết thúc video tại đây nha. Nếu cảm thấy video hữu ích thì nhớ đăng ký kênh để cập nhật thêm những thông tin mới nhất về xe và các chương trình khuyến mãi nhé. Nam sẽ cố gắng cập nhật liên tục để anh chị tham khảo nhé. Rồi, cảm ơn các anh chị đã theo dõi video của Nam. Hẹn gặp lại các anh chị vào những video tiếp theo.